Mẹ thật là ngu ngốc khi mong chờ thằng điên điên khùng khùng này sẽ thay đổi vận mệnh của chúng ta. Thần Linh ơi, người đã cho con có một đứa con gái vô dụng rồi. Con đã muốn phát khùng khi phải bày mưu tính kế để cho nó làm dâu trong gia đình này, mà nó đánh mất hết trong một khoảnh khắc. Con không chỉ đánh mất người chồng của con, mà còn khiến cho chúng ta đánh mất cả cuộc sống xa hoa mà chúng ta có thể được hưởng lúc tuổi về già, tất cả tại đứa con vô dụng này. Làm sao mà anh dám về Banarat rồi đối mặt với mọi người trong làng? Anh đã nổi với họ quá trời là chúng ta sẽ đi Delhi. Chúng ta sẽ sống ở thủ đô. Hãy nói mình biết nếu cần được giúp đỡ. Lỡ nói hết rồi giờ sao? Giờ con gái của hai ta đã khiến giấc mơ của chúng ta tan thành mây khói mất rồi bà ơi. Thôi im đi, cứ ngồi đây mà than vãn hoài thì cũng không giúp ích được gì đâu. Anh cũng biết là giờ này mọi chuyện vẫn chưa là quá trễ mà. Salu, con vẫn có thể cứu vãn được chuyện này. Đi đi, đi nói chuyện với Chinu. Con phải cầu xin nó, nói giúp cho mình. Con hãy làm bất cứ điều gì khiến nó chấp nhận là được rồi. Đúng rồi đó, đi đi con. Hãy cố gắng thuyết phục nó. Nếu không vì lợi ích của con thì hãy vì lợi ích của cả nhà này chứ con. Đi đi con. Nghe lời ba đi tìm Chinu đi. Tại sao cô lại tới đây? Cô muốn nói dối thêm gì nữa? Nếu cô tới đây với suy nghĩ rằng cô sẽ nói tôi mấy câu chuyện buồn mà cô bịa ra để tôi mềm lòng thì cô lầm rồi. Giờ không có điều gì mà cô nói ra sẽ ảnh hưởng tới tôi đâu, nên đừng phí công vô ích nữa. Em chỉ đến đây xin lỗi vì việc mình làm. Em biết việc em đã làm là sai trái, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đối với một người vợ, đó là người chồng bị sỉ nhục vì vợ mình. Nhưng mà em thì làm được gì hả anh Chinu? Từ nhỏ tới lớn bây giờ em chỉ có một ước mơ duy nhất, đó là lấy một người chồng cực kỳ tốt. Và em sẽ dành cả cuộc đời còn lại của mình đắm chìm trong tình yêu của anh ấy. Đó là lý do em tạo cơ hội lấy anh đó. Em đã coi nhẹ tất cả mọi thứ và làm những việc mà người khác sai em làm. Em đã cố gắng không khiến mẹ em và nhiều người khác bị mang tiếng xấu. Em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho chuyện đã xảy ra. Việc em đã làm là lừa dối anh. Em thật lòng xin lỗi anh Chinu. Em xin lỗi anh mà Chinu. Em muốn nói một điều cuối cùng trước khi em phải ra đi. Em thành thật xin lỗi anh về tất cả những chuyện đã xảy ra, bắt nguồn mối quan hệ của chúng ta có thể là giả dối, nhưng có một chuyện là thật, đó là tình yêu mà em dành cho anh là thật. Hey Ma, anh có thể để quần áo của mình trong túi của em được không? Cuộc đời của ba chúng ta sắp tiêu tùng hết rồi, còn anh chỉ biết quan tâm tới chuyện cái túi đã rách của mình. Em đang lo chúng ta sẽ phải quay về quê và sống trong cảnh thời tiết nóng nực cùng với đàn muỗi đây nè. Nơi chúng ta đã sống thật là xa hoa, chúng ta có thể đi mua sắm, được thể hiện mình là người tao nhã, giờ phải ăn thức ăn chán ngắt. Còn nó kìa,
sống y như công chúa vậy. Nó đang đứng ở đây nhưng nó lại bó tay không tài nào khuyên giải Chinu chồng nó được. Giờ tức giận thì có thay đổi được gì hả mẹ? Con đã làm sai nên bây giờ con phải trả giá đó mẹ. Ôi vị thần đạo đức của mẹ ơi, giờ thì con lại quay sang giảng đạo cho mẹ nghe đó hả? Nè nè dì ơi, tại sao dì lại nói như vậy hả? Sao dì lại nổi giận với em Sa Lu dữ vậy? Đây là lần đầu tiên em ấy nói điều có ích mà dì. Chuyện đó đâu phải lỗi tại dì đâu mà. Dù sao thì chuyện lừa dối này thật là đáng xấu hổ quá trời. Vậy cho nên là hành trình đến Delhi của dì đã kết thúc ngay tại đây. Còn bây giờ thì hãy quay về sống cuộc đời nghèo khó trước đây của mình đi. Còn về chuyện em ấy đã cố gắng bắt tay hợp tác với tên Cà Tiết, như vậy là chống lại Hash này rồi. Và kết quả là gì hả? Hậu quả đã ra sao? Nếu mấy người giữ quan hệ tốt đẹp với tôi thì tôi có thể giúp đỡ rồi. Đúng rồi Hash, giờ cậu có thể giúp chúng tôi không? Thần linh ơi, tha cho tôi đi. Thậm chí ba tôi cũng không giúp được gì cho mấy người đâu. Tôi có thể giúp, nhưng mà thật ra là... Mọi người thôi ngay đi. Từ giờ con sẽ không tham gia bất kỳ kế hoạch nào hết. Con chỉ ở lại đây nếu anh Chinu yêu cầu con như vậy, có vậy thôi. Dạ thưa bà, xe hơi đã đến để đưa bà ra ga rồi. À, hả? Xe lửa đang dậy gọi mấy người tới kìa. Nó đang hụ còi hối mấy người nhanh tới đó. Cậu Chinu ơi, cậu đừng có buồn nữa nha. Con không thích cậu như vậy đâu. Giờ cậu mong muốn mợ Sa Lu đi mất có đúng hay không? Mẹ con đã nói mợ ấy phải rời khỏi đây đó. Đúng vậy, đúng rồi đó Chinu. Cái cô Sa Lu xấu tính đó là kẻ dối trá. Nhưng mà em đừng lo, cô ta không có được ở lại đây. Chúng ta sẽ ném cô ta ra khỏi nhà. Cho nên Chinu đừng có buồn rầu nữa. Đúng không quý ngài Ấn Độ? Chinu à, chị nói chuyện với em một chút được không? Thôi mà Vidya, em đi la Sa Lu dối trá kia đi. Hãy nhìn cô ta làm gì Chinu nè. Nó buồn, rất buồn đó. Anh nên la người ta nếu như họ không hề hối hận về hành động của mình. Nhưng mà em ấy đã nhận lỗi của mình rồi mà. Vào lúc này em ấy đang cực kỳ ân hận, vậy tại sao phải giận em ấy chứ? Em nói cũng có lý, nhưng cô ta vẫn xấu. Kẻ xấu thì nên bị đá đi nơi khác, cụ thể là bị đuổi khỏi nhà. Hãy nhìn cô ta làm gì với Chinu kìa. Tội nghiệp Chinu. Anh nghe nè, em không tới đây để bênh vực cho lỗi lầm của Sa Lu đâu. Nhưng mà lòng dạ Sa Lu không hề xấu xa như là hai người nghĩ. Nếu em ấy thật sự là người xấu thì em ấy có chịu giúp đỡ chúng ta hay không? Đúng không nào? Ngày đó em đã nói với chị, cái hồi chị bị ngồi tù đó, nhờ Sa Lu giúp đỡ mà em có thể giúp chị ra khỏi đó, nhớ không? Mợ ơi, mợ ơi, mợ ấy không hề biết đâu. Lúc đó không phải là mợ ấy tới giúp chúng ta. Đúng vậy, không phải đâu, cô ta không có giúp. Cho dù chúng ta cho là em ấy không hề biết là mình giúp chúng ta, nhưng mà khi em bị mọi người buộc rời khỏi nhà này và Chinu phải đi thu thập giấy tờ để đưa cho em quay trở lại, em làm được là nhờ em ấy giúp đỡ, có đúng không? À, đúng rồi ha. Em ấy còn nhảy điệu, nhảy rắn nữa. Ăn vậy nè, em ấy đã nhảy vậy đó. Trong khi nhảy em ấy còn lại gần chị chúng ta. Và em ấy nhảy và cản đường chị đó. Bữa đó là cậu Chinu đã lừa gạt mợ ấy phải nhảy điệu nhảy rắn này đó mợ. Đúng vậy, con nói hoàn toàn đúng. Lừa em ấy sao? Nhưng mà hai người vừa mới nói là lừa người khác là một chuyện không tốt mà. Vậy thì tại sao lại có chuyện lừa gạt ở đây chứ? Vidya, Chinu lừa em ấy vì một nguyên nhân cao cả, xin em hiểu cho.
Vậy là Salu cũng lừa, để lấy Jinu làm chồng của mình đó thôi. Và theo như em biết thì kết hôn không phải là chuyện xấu xa gì. Em không nói là chuyện em ấy làm là tốt đẹp, bởi vì dù là lời nói dối gì thì nó luôn là không hay. Nhưng chúng ta nên nghĩ đến một chuyện, đó là lý do tại sao mấy lại nói dối lần đó, có đúng vậy không? Và quan trọng hơn hết là em ấy là cô gái đã có chồng rồi. Nếu như hôm nay chúng ta đẩy em ấy đi đến một nơi khác thì số phận em ấy sẽ ra sao đây? Làm sao em ấy sống một cuộc đời cô độc được chứ? Jinu nè, hôn nhân không phải là một tập tục thông thường em à. Nó là mối liên kết thuần túy, chỉ được gắn kết một lần trong đời người thôi, với ngọn lửa linh thiêng chứng giám cho cặp vợ chồng. Thứ hai là với lời thề hẹn sẽ ở bên nhau suốt quãng đời còn lại, với lời thề nguyện sẽ ở bên nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách trên đường đời. Nếu một người phạm sai lầm thì người kia sẽ cười và xí xóa lỗi lầm của người đó. Tất cả những cảm xúc này được gọi là hôn nhân. Vidya, em thiệt là thông minh á. Jinu nè, chị Vidya của em nói rất đúng á. Mà Jinu, em đã từng nói với anh một lần rằng anh chung sống với Vidya thì anh sẽ luôn luôn được vui vẻ. Tương tự như vậy, nếu như em chung sống với Salu thì em cũng sẽ luôn vui vẻ. Anh thấy em ấy tốt lắm. Chào tạm biệt chị nha. Biết già, có thể chúng tôi đã từng phạm rất nhiều sai lầm, cho thím xin lỗi con. Kìa, thím đang nói gì vậy hả? Có bao giờ người lớn xin lỗi trẻ con đâu. Thím đừng làm vậy mà. Jinu. Mời Jinu ơi, mời Salu sắp đi rồi kìa. Làm ơn đi Jinu, Salu sắp đi khỏi nhà rồi. Cậu Jinu hãy làm gì đi. Làm ơn đi, ngăn Salu lại đi Jinu, em ấy là vợ em đó. Làm ơn đi mà. Em không ngăn em ấy sao? Trước giờ Vidya nói điều gì cũng luôn luôn đúng mà. Cô ấy chưa bao giờ nói sai. Vidya đã nói rằng em nên tha thứ cho người ta. Bà cũng nói hãy tha cho người xin lỗi rồi. Dù sao em ấy cũng đã nói xin lỗi rồi mà. Jinu, hãy ngăn Salu lại. Salu sắp đi rồi kìa. Bà ấy đang trong tình trạng rất tệ. Đi cậu. Tại sao em lại ngồi như tượng vậy Jinu? Ngăn vợ của em lại đi, em ấy sắp đi mất rồi. Đi mà. Em nhau Salu, đừng có đi. Đừng có đi. Ê Jinu. Jinu, ngăn em ấy lại đi. Làm ơn đi mà Jinu. Jinu nghe nè, đừng giả vờ là em không quan tâm. Nói đi, em làm ơn ngăn em dâu lại đi. Salu, em đừng đi. Em làm gì vậy? Con thật là tốt, cảm ơn con, cảm ơn rất nhiều. Bắt con làm gì vậy? Đừng làm vậy mà, hai người là ba mẹ vợ của con mà. Đừng làm như vậy, con thấy có lỗi lắm.
Con đứng đó làm gì, đi lấy túi đi. Biết rồi. Hai người khoan đã, tại sao hai người lại vui mừng quá như vậy? Chinu đã yêu cầu Sanlu ở lại chứ đâu có yêu cầu hai người. Shindura, vợ họ cũng là thành viên trong gia đình mình rồi, họ có thể sống ở đây. Mừng quá, cảm ơn nhiều. Con thật là tốt, Aniket. Cảm ơn con thật là tốt. Hai người vào trong đi. Để con cho cảm người đem túi vào trong. Đi thôi hay mà. Kìa anh, Tại sao anh không chơi nữa mà ngồi nhìn em vậy? Con người ta khi còn nhỏ thì chơi đồ chơi, còn anh là đứa trẻ to xác á. Thật không, tính cách của anh đã thuyết phục được Chinu cho Sanlu ở lại. Cái cách anh khéo léo làm cho Chinu đã mở lòng tha thứ cho Sanlu rồi. Em rất thích cách anh làm. Nhưng em cũng thuyết phục Chinu mà viết ra. Anh cũng cảm thấy thích khi Chinu không để Sanlu ra đi. Em ấy đã ngăn Sanlu lại, xa lánh vợ là sai đó. Thôi được rồi, ngủ thôi. Ngủ thôi. Viết ra, em sao vậy? Không có gì đâu, em bị đau vai một chút xíu à. Đương nhiên em bị đau rồi, cả ngày em làm việc vất vả quá trời. Vợ ngốc, em chờ một chút đi. Em đưa cái cổ đây. Anh không sao đâu mà. Chỗ đó đau lắm có phải không? Giờ nó sẽ hết đau. Em thấy đỡ hơn chưa Vít Gia? Việc gì anh làm cho em mà lại không hữu ích được chứ? Giờ thì em thấy dai ổn rồi nè. Cảm ơn anh nhiều. Có thật là hết đau rồi không? Đúng vậy. Hoàn toàn luôn hả? Đúng vậy. Giờ em khỏe rồi, sao anh cứ hỏi đi hỏi lại hoài vậy? Anh đừng có làm vậy mà. Nè, đừng có làm vậy. Nè, em nhột đó nha. Không mà. Nè, thôi đi, đừng có giỡn nữa. Ủa sao anh làm vậy? Em quên mất rồi đúng không? Anh đã hứa với em là mỗi tối anh sẽ ngắm kỹ gương mặt của em trước khi đi ngủ. Và sáng ra anh sẽ nhìn thấy gương mặt em đầu tiên khi tỉnh dậy. Vì vậy giờ anh không mở mắt ra đâu. Anh sẽ không nhìn cái gì khác hết. Thần linh ơi, xin hãy bảo vệ anh ấy an toàn trong cuộc đời này. Tới nơi rồi, là tới nơi rồi. Anh và chị dâu, hai người đi cầu nguyện trước đi. Em sẽ đi vòng quanh đền thờ. Được rồi. Được rồi.
anh đi phân phát lễ vật nha. Ta đã hứa với nhau, ta sẽ cùng làm mọi việc, nên anh đi phát đây. Anh làm đi. Chị ơi, cầm. Dạ cầm đây ạ. Đưa em một ít. Kìa anh, tay anh dơ mà đi phát lễ vật hả? Anh xin lỗi. Được chưa? Bây giờ được rồi. Đưa chú này đi. Đưa chú này. Chúc ngon. Anh ơi. Anh à, trong khi chị dâu phát lễ vật thì mình đi lấy giày đi. Đúng rồi ha. Giày của anh. Anh đi đi. Tài xế lấy xe đến đây. Dạ được. Qua đây với cô. Qua đây lấy lễ vật đi con. Con trai, con tới lấy lễ vật đi. Dừng xe lại. Chị dâu. Vít nha. Chị dâu. Em có sao không? Em không sao, nhưng mà anh xem thằng bé có bị gì không nè. Anh lái xe kiểu gì vậy? Có sao không con hả? Không sao, cậu bé không bị thương, nhưng mà nó đang rất sợ hãi. Con có sao không? Con trai à, đứng lên đi, đứng lên nào. Từ từ nghe con, mà ai đi cùng với cậu bé? Con à, con tới đây với ai vậy hả? Mẹ con đâu rồi? Con đừng sợ. Con tới đây với ba hả? Còn cái nhà ai vậy? Dì, có phải con gì không? Con có bị đau ở đâu không hả? Nè mọi người. Chị ơi, hình như nó đi lạc. Ta nên đưa nó tới đồn cảnh sát. Không được đâu. Em thấy tình trạng của nó rồi, nó đang rất sợ hãi. Nếu như mình đưa cậu bé đến chỗ cảnh sát trong tình trạng này thì cậu bé sẽ sợ hơn nữa đó em ạ. Đúng vậy. Hay là mình làm như vậy đi ha. Giờ mình đưa cậu bé về nhà mình. Đợi khi tình trạng cậu bé trở nên tốt hơn, khi đó có thể nó sẽ nói cho mình biết về gia đình của nó. Đúng rồi. Dạ được chị. Em sẽ đi báo thầy tế là chúng ta đưa cậu bé này về nhà của mình. Để lỡ như có ai tới tìm nó thì thầy có thể chỉ họ tới nhà của mình. Ừ, em đi đi. Con tên gì vậy? Mình đưa cậu bé về nhà thôi. Lái xe đi. Chinu à, cậu bé ăn gì chưa? Chưa ăn gì hết, hình như nó không muốn ăn. Sao con không ăn gì hả? Lại đây đi con. Nghe lời gì lại đây nào. Con là một đứa trẻ ngoan, sao con lại giận mọi người hả? Sao con lại giận vậy? Con không muốn ăn gì sao? Viết gia, nó đang giận dỗi đó em. Nó sẽ ăn, anh có thấy nó là đứa trẻ ngoan không? Thức ăn nè, con há miệng ra đi nào. Con không ăn hả? Như vậy có nghĩa là con không biết cách ăn rồi, đúng không? Được rồi, vậy thì dì sẽ ăn, vì con không biết phải ăn làm sao hết, phải không? Thức ăn của chúng ta tới rồi đây ha. Thần linh ơi, nhìn nè, cậu bé chịu ăn rồi. Nó ăn rồi kìa. Có vẻ như nó cũng không thể chống lại sức hút của mợ. Đúng vậy, chị dâu hay thiệt luôn. Nhưng mà nó vẫn chưa chịu cười.
Vậy thì chúng ta sẽ chọt lét để nó cười lên. Há miệng ra đi con ha. Giờ ăn thêm một miếng nữa nha. Hay quá. Cậu bé ăn rồi, con dễ thương quá đi. Chinu nè, anh Aniket đã gọi cho cảnh sát. Và anh ấy sẽ ở lại đồn cảnh sát cho tới khi tìm ra ba mẹ cậu bé. Thật là tốt khi mọi người đã đưa cậu bé về nhà. Nhưng đáng lẽ trước tiên phải báo cho cảnh sát biết. Có nhất thiết phải đưa con của người khác về nhà hay không? Lỡ như có chuyện gì đó thì sao đây? Tại vì Vidya... Shindura, sao em lại nổi giận như vậy? Đâu có chuyện gì đâu. Còn nữa, ngài cảnh sát quen thân với nhà ta mà, nên anh ấy sẽ đưa cậu bé về với ba mẹ an toàn. Ta đi nha. Con à, chú cảnh sát đứng ở đây, chú ấy sẽ đưa con về với ba mẹ của con ha. Ta đi nha, đi nào. Ngài cảnh sát à, đi thôi. Samir của mẹ. Con đã ở đâu vậy? Mẹ đi tìm con ở khắp nơi đó. Tôi đi dâng lễ ở đền thờ mới có một chút thôi, vậy mà thằng bé lạc đâu mất. Tôi đã đi tìm thằng bé ở khắp nơi rồi. Tôi đã thắc mắc nó đã đi đâu. Nhờ thần linh phù hộ, thầy tế nói nó đang ở đây. Thần linh phù hộ, tôi sẽ không quên ơn mọi người vì đã giúp cho con trai trở về với tôi. Tôi không biết phải cảm ơn mọi người làm sao đây nữa. Thằng bé này là con trai của cô sao? Dạ đúng vậy. Thằng bé là con trai em. Mọi người thấy đó, trò chơi số phận đã đưa đẩy. Vì nó mà ngày hôm nay em được quay lại nhà này. Ý cô muốn nói là gì? Sao lại nhìn qua đó? Nói thẳng ra luôn đi. Cô muốn nói gì nào? Samir của em, nó luôn luôn hỏi em một câu, đó là cha của nó là ai? Cha nó đang ở đâu? Tại sao cha không ở cùng với nó? Và ngày hôm nay, số phận đã sắp đặt cho nó vô nhà này. Ý cô là sao? Vậy thì rốt cuộc ai là cha cậu bé này? Người cô tôi đang hỏi cô đó, cha của cậu bé này là ai? Tôi xin nói, cha của thằng bé này chính là Saga. Sự thật là như vậy đó. Thằng bé chính là con trai ruột của Saga. Tôi nghĩ là đây là vấn đề nội bộ của gia đình. Tôi xin chào nhé. Thật là vô lý quá đi, Surili. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Tự nhiên một ngày đẹp trời, cô đi lượm một đứa con nít ở ngoài đường về, rồi nói mình là mẹ của nó, và lại còn nói Saga là cha ruột của nó. Cô làm vậy để có cửa bước chân vào nhà này đúng không? Đừng có dễ như vậy. Cô phí thời gian rồi. Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó. Em biết là chuyện đó sẽ không xảy ra. Nhưng mà em đâu phải là người đưa thằng bé vô nhà này, mà là số phận đã đưa nó tới đây đó. Thực ra em tới nơi này là để đón thằng bé.
Em cũng biết là trước sau gì chị cũng không chịu tin em đâu. Nhưng những ai ở đây có thể phủ nhận một sự thật mười mươi, đó là tôi và Saga rất thân thiết không vậy? Chúng tôi đã đính ước với nhau. Có ai dám đứng ra phủ nhận là trước đây không có chuyện đó hay không? Chị trả lời em đi. Không có ai, không ai có thể phủ nhận được. Chỉ có bản thân em mới biết rõ những năm tháng đó mình sống ra sao. Em vẫn còn nhớ ngày hôm đó, chính là ngày mà Saga chuẩn bị bay tới nước Mỹ để lấy bằng quản lý. Em đã cố gắng không nói cho Saga biết, nhưng mà em đã không kìm được mà nói với Saga là mình đã có thai. Anh Saga, anh Saga, em có thai rồi. Cái gì? Mới đầu Saga bị sốc một lúc, nhưng mà liền ngay sau đó Saga vui mừng khôn xiết. Anh còn nói với em là anh sẽ không bay đi Mỹ nữa, và ngay sau đó anh sẽ cưới em làm vợ. Nhưng mà em đã nói với Saga, không, chúng ta sẽ không kết hôn, bởi vì muốn anh Saga hoàn thành chương trình học của mình. Em đã nói Saga hãy đi Mỹ, còn em sẽ sinh con. Tụi em sẽ kết hôn khi ảnh trở về. Em đã giữ lời hứa của mình, em đã sinh thằng bé ra, và em luôn chờ Saga quay lại. Saga trở về và sau đó, trước khi tụi em kịp bước đến hôn nhân thì có chuyện. Anh Saga đã gặp tai nạn, và rồi không còn ai biết chuyện em có thai với anh Saga. Còn ảnh trở thành người điên. Nè, sau vụ tai nạn thì cô lập tức bỏ rơi anh của tôi thì phải. Đúng vậy, đúng là chị đã làm như vậy. Vì lúc đó chị rơi vào tình thế không còn mặt mũi nào để gặp mọi người. Nếu chị tới đây và nói với em hay người nào khác trong gia đình thằng bé này là con của tụi chị, thì em nghĩ có ai tin chị không? Không đâu. Em đã ôm con trai mình vào lòng, và em đã thành tâm cầu nguyện thần linh xin người phù hộ anh Saga hết bệnh. Nhưng mà bệnh tình của anh Saga đã trở nên rất nặng tới nỗi anh không thể nhớ được chuyện đã xảy ra, và em đã chọn im lặng. Bởi vì em biết trước vụ tai nạn thì mọi người đã không muốn công nhận em rồi. Vậy làm sao em mong đợi được gì từ mọi người chứ? Đó là lý do em lẳng lặng ra đi. Nếu cô mang thai trong thời gian đó, tại sao cô lại không tận dụng cơ hội đó chứ? Đáng lẽ cô phải sỉ nhục gia đình chúng tôi, nhưng mà thay vì cô làm như vậy, cô lại chọn là sẽ hy sinh. Và rồi cô âm thầm cuốn gói ra đi. Dựa theo cá tính của cô thì những lời cô nói không đáng tin chút nào. Và Surili à, tôi không hiểu nổi việc làm của cô. Em biết chắc là trước giờ chị không ưa gì em hết. Nhưng mà vì yêu nên em buộc phải làm như vậy. Em yêu anh Saga rất nhiều đó chị, và anh Saga cũng yêu em. Em đã không muốn đánh mất tình yêu của hai đứa. Anh Saga cũng đã từng nói với em là khi tụi em kết hôn nên nghĩa vợ chồng, thì mẹ và cha, mọi người sẽ bắt đầu có thiện cảm với em. Nhưng
Chuyện anh Saga gặp tai nạn đã thay đổi mọi thứ. Em đã bị bỏ lại một mình. Em đã nỗ lực rất nhiều để tự mình nuôi dạy thằng bé, nhưng không làm được. Tại vì em phải quay xong các bộ phim mà em đã ký hợp đồng. Em đã không thể chuyên tâm làm việc. Nếu cứ như vậy thì em sẽ bị chết đói. Nhưng em không thể để con trai mình chịu chung cảnh ngộ được. Đó là lý do tại sao em đã đưa con trai mình vô trại trẻ mồ côi, nhưng trong lòng thì rất đau đớn. Là tại vì em muốn mình phải độc lập tự chủ chuyện tài chính trước đã. Hồi đó em đã chật vật rất nhiều để được đóng phim trở lại. Em đã làm việc cực lực vì con trai, với niềm hy vọng là một ngày nào đó con trai của em sẽ có thể về chung sống với em. Và rồi một ngày nọ, em nghe nói anh Saga đã kết hôn. Con tim em tan vỡ. Đó là lý do tại sao ngày hôm đó em sắp đặt gặp mặt nhau tại lễ tân. Biết ra tôi xin lỗi cô, nhưng tôi đoán là nếu có ai đó hiểu được cảm xúc của tôi thì chỉ có mình cô thôi. Ngày đó tôi rời khỏi đây, tôi đã nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại nơi này. Nhưng mà may mắn làm sao, hôm đó tôi vô tình gặp lại cô tại khu nghỉ dưỡng. Cảm xúc kìm nén trong tôi lại sôi sục trở lại. Nhưng mà tôi đã vượt qua được cảm xúc đó rồi. Cho nên tôi làm thủ tục trả phòng trước khi hai người làm. Rồi tôi tới trại trẻ mồ côi, đưa con trai về lại với mình. Bởi vì lúc này, sau bao năm đi đóng phim, tôi đã kiếm được nhiều tiền. Tôi đã mường tượng là mình sẽ có được một khởi đầu hoàn toàn mới với con trai mình. Nhưng bữa đó tự nhiên thằng bé mất tích khi đang ở đền. Đây là sự thật, sao tôi phải nói dối chứ? Kể chuyện hay lắm. Bây giờ thì cô hãy nói cho tôi biết tên của cô như diện đó đi nào. Surili, cô nói đi chứ. Phải, em hãy nói tên ra đi. Nơi đó tên là quỹ từ thiện Asakiran. Anh Aniket, công ty chúng ta quyên góp nhiều quỹ từ thiện. Em nghĩ là Asakiran là một trong số đó. Ta chỉ cần nhấc máy lên gọi cho họ là biết được sự thật về đứa bé này thôi. Alo, xin chào. Tôi là Aniket đây. Họ nói sao anh? Họ nói Surili bỏ lại một đứa trẻ một tuổi ở đó vào ngày 12 tháng 4 năm 2003. Và theo như sổ sách có ghi lại, cha của đứa bé này là Saga Ratapsi. Em bình tĩnh đi biết giờ. Anh biết là đây là kế hoạch của cô ta, nhưng mà anh không hiểu nổi tại sao cô ta lại làm chuyện này. Anh để kết, anh cũng biết Surili mà.
Cho dù cô ta có làm cái gì thì cũng vì tiền cả thôi. Shinura, tại sao bây giờ cô ta lại cần tiền chứ? Cô ta là diễn viên đóng phim mà. Và có cả nhà sản xuất lớn chống lưng cho. Ông ta tên gì vậy? Hình như ngày mốt qua đi. Nhưng mà ông ấy không hợp tác với cô ta nữa. Lúc đi tuần trăng mật em đã chứng kiến hết. Tôi sẽ đuổi cô gái này trước mặt tất cả mọi người có mặt trong đoàn phim đây. Cô ta không xứng được tôi nâng đỡ. Sulili, cút đi. Sulili đã bị đuổi khỏi đoàn phim, cho nên bây giờ cô ta bị thất nghiệp. Đến nhà sản xuất còn bỏ rơi cô ta. Chị dâu Vít Gia không nói ra, nhưng mà em biết. Đó là bữa đó số tiền bị trộm ở khu nghỉ dưỡng. Em chắc chắn là chính Sulili là người trộm số tiền đó. Vít Gia, có đúng vậy không? Dạ thật ra là Saga không muốn báo cảnh sát tới và bắt bỏ tù Surili, nên Saga đã bảo vệ cô ấy. Vì vậy em không thể nói cho anh biết bất kỳ điều gì. Ồ, giờ thì anh đã hiểu rồi. Từng mảnh ghép đã được lắp. Cô ta hết được đóng phim nên mới tới đây. Thôi được rồi, Surili đã lừa gạt tình cảm của chúng ta rất lâu rồi. Cô ta chơi đùa với chúng ta như vậy là đủ. Anh đã nghĩ ra một cách để vạch trần âm mưu của cô ấy. Chào dì con về. Nhưng mà hôm nay con thật sự thấy rất vui. Vì con trai con ít ra cũng đã có cơ hội được gặp cha đẻ của nó. Mặc dù cả hai đều không hề biết mối quan hệ giữa họ. Thôi tạm biệt. Đi thôi con. Chắc chắn một trong số bọn họ sẽ lên tiếng cản mình lại. Vì người thừa kế đang đi khỏi nơi này. Họ sẽ không để nó đi dễ dàng như vậy. Khoan đã, Sulili. Có vậy chứ. Cô đã nói ra một chuyện động trời. Cô đã gây ra một vấn đề cực kỳ lớn. Chúng tôi không thể để nó đi như vậy. Cũng không thể quyết định đứa bé này là người thừa kế của gia đình chúng tôi hay là không. Con nói đúng đó, Aniket. Chúng ta phải tìm cho ra sự thật. Nếu đây đúng là con của Saga thì chúng ta không thể lờ đi được chuyện này. Cả hai người nói vậy là có ý gì? Không gì nhiều đâu, chỉ là tôi muốn tiến hành xét nghiệm máu. Và rồi sau đó chúng tôi sẽ có được câu trả lời cho mình. Không được, tôi sẽ không cho phép làm xét nghiệm máu. Tại sao? Chắc là cô sợ việc làm đáng kinh tởm của cô sẽ bị phơi bày ra. Hả? Không phải, tôi không sợ gì hết. Nhưng mà tôi sẽ không để tôi và con trai mình bị người khác khinh khi đâu. Không đâu. Một ngày nào đó cô lại xuất hiện và nâng mức độ lời cáo buộc với Saga nhà chúng tôi. Nên chúng tôi quyết định nếu cô không cho xét nghiệm thì cô và con trai của cô sẽ phải ở lại đây. Tất cả chúng tôi đều muốn biết thằng bé này có phải là con trai của Saga hay là không. Và chỉ có một cách, đó là xét nghiệm ADN.